Bạn đang xem cái hình ảnh và kênh chim cu gáy hay đang quay con chim yểm. Khá là đẹp.
Nhầm à? Đang ghi hình mà. Nhầm mới nói chưa? Nói ác luôn. Nghịch chỉ chơi mỗi người mỗi kiểu. Đó, nhưng mà không phải ấy đâu, mấy ông cũng chà chà như ông, khả năng cũng đang có thành phần muốn thông gia đấy. Hợp cơ bản nó mới hợp nhau, nhìn thấy nhau là sướng rồi. Cứ là lồng ai vấn đề cả hộp luôn. Mời cho khách à? Thôi như thằng đấy cứ dặn nó mà để phần nó đấy, cái tuần mày mà chẳng có cho nó vào chửi không muốn. Cái cạnh là con rể như này mà nó chơi con rể. Để cho nó 700 rồi, thế nhưng bây giờ là phải để cháu ở bên nào là thế ở đây. Thank you.
mấy đôi đôi này nước lạnh. Quay nó khoảng 10 phút thì nó để lên trên mạng nó có quảng cáo. 7 phút rồi. 8 phút rồi. Ôi. Dạ. Được mình nói. Cái sao thế? Cái mình nói. Ôi giời.
Đây là một đôi chim cu đẻ đang nuôi con. Đang nuôi hai con. Rồi rồi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay.